Chào các bạn. Trong bài hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một cái mẫu nón cho bé gái như thế này. Thì đối với mẫu nón này, thân nón mình có móc các cái họa tiết sò và có những cái đường gân xoắn qua một bên ha. Đối với mẫu này các bạn có thể tăng hoặc giảm size cho người lớn hoặc là trẻ nhỏ đều được. Và mẫu này thì mình sẽ đội trùm qua tay luôn ha. Nguyên liệu dùng để làm mẫu nón này, mình dùng len miêu cốt tông của 125g. Sợi len dày tầm khoảng 1.75 cho đến 2 mm. Và để chọn kim móc phù hợp, các bạn sẽ sử dụng cho mình kim 4.0 mm. Những bạn nào mà không có mẫu kim này thì có thể dùng đầu kim mà các bạn có và so sánh sát với sợi len. Thì khi so sánh vào sợi len, đầu kim của mình nó sẽ to gấp đôi so với sợi len, thì cái phần thân nón của mình nó sẽ được mềm mại hơn. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len và kim đánh dấu dùng để tăng giảm size ha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn chi tiết. Đầu tiên tạo cho mình một vòng tròn, móc và kéo len qua vòng tròn, giữ nguyên vị trí này ha, móc lên 2 mũi móc xích, 1 2. Đối với size dưới 2 tuổi thì các bạn sẽ móc cho mình vào vòng tròn này 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất, mũi kép đơn thứ hai, mũi kép đơn thứ ba. Đối với size trên 2 tuổi thì các bạn sẽ móc cho mình vào vòng tròn này 13 hoặc là 14 mũi tùy vào cái size mà các bạn móc ha. Thì cái số mũi này và size mình có để ở phần mô tả, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả hoặc xem bình luận đã ghi bên dưới để tham khảo cái phần size này nha. Thì size này mình sẽ móc 12 mũi. Kép đơn thứ 11 và mũi kép đơn thứ 12. Khi đã có được 12 mũi kép đơn vào vòng tròn đầu tiên rồi, nắm sợi len ngắn gút thật mạnh vào cho vòng tròn nhỏ lại. Sau đó di chuyển kim đến chân của mũi kép đơn đầu tiên và móc vào đó một mũi dời. Móc lên 2 xích. Thì mình được một vòng tròn đầu tiên với 12 mũi kép đơn ha. Hoặc là các bạn có thể tăng size cho cái vòng móc đầu tiên này tùy thuộc vào size mà các bạn móc. Để tiếp tục vòng móc thứ hai, các bạn đâm kim cho mình vào chân móc mà mình vừa móc mũi dời, nó cũng là chân đầu tiên ha. Đâm kim vào đó móc một mũi kép đơn. Tiếp tục móc lên một xích và cũng đâm kim vào chân mà mình vừa móc đó, móc tiếp một mũi kép đơn nữa. Thì mình sẽ có được một cụm móc như thế này ha. Làm tương tự cho mình các chân móc còn lại. Chân ghế bên nè, một mũi kép đơn. Sau đó là một xích và một mũi kép đơn. Vào cùng một chân móc ha. Ta có được cụm thứ hai. Móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng thì mình sẽ được 12 cụm liên tiếp nha. Chân thứ ba nè, một kép đơn, lên một xích và một kép đơn nữa. Tiếp tục chân thứ tư, một mũi kép đơn, lên một xích và mũi kép đơn thứ hai, vào cùng chân móc, móc tương tự cho đến hết ha. Sau khi đã móc được đến cuối vòng móc, mình được tổng cộng là 12 cụm liên tiếp với nhau. Thì để kết thúc vòng móc này, đâm kim vào chân của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này ha, và móc vào một mũi dời. Từ đây tiếp tục móc lên 2 xích. Vòng móc thứ ba, để ý cho mình, chân móc đầu tiên cũng là chân mà mình vừa móc mũi dời ha. Thông thường thì mình sẽ móc vào chân móc, nhưng lần này các bạn sẽ tạo đường gân nên mình sẽ không móc vào chân móc nữa, mà các bạn sẽ móc cho mình vào thân chân móc.
Tức là mình sẽ đâm kim xuống phía dưới và đưa thân chân móc này lên trên kim ha. Và mình sẽ móc mũi ngoặt ngoài vào đây. Thì cách móc như sau. Các bạn đâm kim cho mình vào chính giữa của mũi xích và mũi kép đơn này nè. Đâm xuống phía dưới, sau đó luồn kim lên phía trên để đưa cái chân móc này nè, đưa cái mũi móc này lên kim và móc vào đây một mũi kép đơn. Thì ta được một mũi ngoặt ngoài ha, nó sẽ nổi lên như thế này. Được một mũi ngoặt ngoài rồi, từ đây móc lên cho mình một mũi móc xích. Sau đó mình sẽ đâm kim vào cái khoảng trống chính giữa và mình sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn ha, tức là cái khoảng trống mũi xích ở dưới á, thì mình sẽ được một cụm móc như thế này, một mũi ngoặt, một xích và hai kép đơn vào cùng một cái khoảng đó ha. Các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình các cái cụm này cho các chân móc còn lại, tức là di chuyển kim cho mình đến hai cái mũi kép đơn móc cùng một chân móc á, và cái chính giữa của nó là một mũi xích nè. Thì ta sẽ đâm kim vào cái thân chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở hai mũi kép đơn cùng chân móc nha. Thì mình sẽ đưa cái thân chân móc đầu tiên này lên trên kim. Sau đó móc vào đây một mũi kép đơn. Được mũi ngoặt ngoài rồi ha, móc lên một xích. Và mình sẽ đâm kim vào khoảng trống chính giữa đó, là cái khoảng trống xích ha, móc vào hai mũi kép đơn nè. Mình được một cụm thứ hai. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho các cụm còn lại cho đến cuối vòng nha. Di chuyển kim đến cái cụm thứ ba nè, một kép, một xích và một kép cho cái chân móc thứ ba ha. Thì mũi kép đầu tiên móc vào thân chân móc này một mũi ngoặt ngoài, lên một xích, đâm kim vào khoảng trống chính giữa, khoảng trống mũi xích đó, móc vào hai mũi kép đơn. Tức là mình sẽ không động đến cái mũi kép đơn thứ hai của hai mũi cung chân đó nha. Tiếp tục cụm thứ tư nè, đâm kim vào thân chân móc đầu tiên móc một mũi kép, móc một mũi ngoặt ngoài, sau đó lên một xích, khoảng trống chính giữa thì móc hai mũi kép đơn. Ta được cụm thứ tư ha. Các cái đường gân của mình nó sẽ nổi lên như thế này. Móc tương tự cho mình cho đến hết vòng. Thân chân móc này thì móc mũi ngoặt ngoài. Lên một xích. Khoảng trống mũi xích nằm chính giữa thì móc hai mũi kép đơn vào khoảng trống ha. Sau đó làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Thì sau khi đã móc hết vòng, mình được tổng cộng là 12 cụm liên tiếp với nhau. Nó sẽ tạo ra được 12 cái đường gân nổi lên. Thì để kết thúc cái vòng móc thứ ba này, các bạn cũng tương tự đâm kim vào chân của mũi kép đơn, tức là cái mũi ngoặt ngoài đầu tiên mà mình gặp nè. Đâm kim vào chân móc đó và móc vào đó một mũi dời. Móc lên hai mũi móc xích. Ở hàng móc tiếp theo là hàng móc thứ tư, thì mũi đầu tiên thông thường sẽ là chân móc ha, mà các bạn sẽ không móc vào chân móc mà mình tương tự móc vào thân chân móc đầu tiên này một mũi ngoặt ngoài để mình kéo dài cái đường gân ra ha. Thì các bạn cũng đưa cho mình cái thân chân móc ngoặt ngoài đó lên trên kim nè, sau đó móc vào đây một mũi kép đơn thì ta sẽ được mũi ngoặt ngoài đầu tiên ha. Được một mũi ngoặt ngoài kéo dài cái đường gân ra rồi thì móc lên một xích. Và cái khoảng trống kế tiếp là cái khoảng trống xích đó, các bạn sẽ để ý cho mình ở cái hàng móc thứ ba mình móc hai kép đơn vào cùng một khoảng trống, thì hàng móc thứ tư này các bạn sẽ tăng lên cho mình một mũi, tức là mình sẽ có ba mũi kép đơn vào cái khoảng trống này ha, nó sẽ nhiều hơn hàng móc thứ ba một mũi. Kép đơn thứ nhất nè, kép đơn thứ hai và mũi kép đơn thứ ba, thì mình được một cụm móc như thế này, một mũi ngoặt, một xích và ba kép đơn vào cùng khoảng trống ha. Và mình cũng tăng được 12 mũi cho cái vòng móc thứ tư này. Thì các bạn sẽ làm tương tự cho cái cụm này cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng luôn. Thì khi di chuyển đến cụm thứ hai, các bạn sẽ di chuyển kim cho mình đến thân chân móc ngoặt ngoài này và cũng đâm kim vào móc một mũi ngoặt ngoài ha. Sau đó lên một xích nè.
Và tương tự khoảng trống này sẽ móc 3 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống ha. Nhiều hơn cái hàng móc thứ ba một mũi. Ta có được cụm thứ hai. Khi móc tương tự cho đến cuối vòng á thì để ý cho mình, ta chỉ móc mũi ngoặc vào thân chân móc ngoặc ngoài và kép đơn vào mũi xích thôi nha, chứ mình không móc vào các cái chân móc còn lại. Đây thì cụm thứ ba nè, móc vào thân chân móc ngoặc ngoài này một mũi ngoặc ngoài. Sau đó lên một xích nè. Và móc vào khoảng trống mũi xích đó 3 mũi kép đơn ha. Và làm tương tự cho mình cho đến hết vòng. Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến hết vòng và kéo dài cái đường gân ra thì đến cuối vòng, vòng này mình cũng tăng được 12 mũi ha. Kết thúc đâm kim vào chân móc của mũi ngoặc ngoài đầu tiên nè, móc vào đây một mũi dời. Sau đó móc lên 2 mũi móc xích. Hàng móc tiếp theo, hàng móc thứ 5 thì sẽ làm tương tự giống như cái hàng móc thứ 4 này. Tức là mình sẽ tăng tương tự ha. Một mũi ngoặc ngoài vào thân chân móc ngoặc ngoài. Lên một xích. Hàng phía trên nó là 3 mũi kép đơn vào khoảng trống thì hàng này mình sẽ tăng lên một mũi, tức là ta sẽ có 4 mũi kép đơn vào khoảng trống ha. Ta có được cụm móc đầu tiên. Thì từ đây các bạn sẽ làm tương tự cho mình cái cụm này cho đến cuối vòng. Sau đó mình sẽ móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Và các cái hàng móc tiếp theo mà các bạn thêm cũng dựa cho mình vào hàng móc bên trên nó ha. Và mình sẽ tăng dần cái số mũi kép đơn ở khoảng trống ra nè. 2 mũi, 3 mũi, 4 mũi, sau đó 5 mũi, 6 mũi ha. Vân vân, thì các bạn cứ tăng dần như vậy cho mình cho đến khi cái vòng tròn của mình nó đạt được cái độ rộng so với vòng đầu là được. Nó sẽ giúp cho cái vòng nón của mình nó được to ra. Ngoặc ngoài là một mũi ngoặc ngoài nè. Lên một xích nè. Dựa vào hàng phía trên ha. 3 mũi thì hàng này nó sẽ móc 4 mũi vào khoảng trống này. Sau đó móc tương tự cho thêm nhiều hàng móc nữa. Đến khi đạt được độ rộng của vòng đầu là được rồi ha. Thì nó sẽ giúp cho cái vòng nón của mình tạo được cái độ xoắn ốc cho cái đường gân. Thì ở đây mình đã tăng lên được tổng cộng là 6 hàng móc. Hàng móc cuối cùng của mình là 5 mũi kép đơn vào cái khoảng trống xích ha. Và một mũi ngoặc ngoài nè. Lúc này cái vòng tròn của nó đã có cái độ rộng như thế này rồi. Thì để kết thúc vòng này cũng đâm kim vào chân của mũi ngoặc ngoài và móc vào một mũi dời để mình kết thúc. Sau đó gây nên 2 mũi xích. Khi các bạn móc được cho mình đến vòng móc thứ 6 rồi thì mình sẽ tiến hành đo size nha. Đây, cái đường gân của mình nó sẽ có xoắn ốc như thế này rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đo size. Đặt cho mình cái phần thân của nó có cái độ cong lại nè. Ở mặt trong thì nó úp ra ngoài ha. Còn cái mặt ngoài thì nó được cong vào trong. Thì các bạn sẽ úp cho mình cái mặt ngoài nằm lên trên. Tức là cái mặt nào mà nó uốn cong lên thì các bạn sẽ để cho mình nằm ở mặt phẳng này. Và mình tiến hành dùng thước dây để đo. Các bạn dùng thước dây đo cho mình đường kính của cái vòng tròn nón này. Đây là cái vòng mà mình tạo cái độ cong lên trên ha. Đặt xuống nè. Sau đó dùng thước dây đo đường kính của cái vòng tròn này. Lúc này đường kính mà mình đo được là 14 cm. Thì tùy vào tay thợ móc ha, có thợ móc lỏng hoặc chật thì các bạn cứ lấy thước dây và đo cho mình đường kính của vòng tròn là được. Thì cái phần len của mình nó sẽ có cái độ co giãn, kích thước này nó sẽ sắp xỉ thôi nha, chứ nó không có chính xác hoàn toàn. Thì cứ đo cho mình cái đường kính của vòng nón. Sau đó các bạn sẽ lấy cái đường kính này nhân cho 3,14 thì ta sẽ ra được cái kích thước của cái vòng tròn ngoài cùng của mình là bao nhiêu.
Size này mình có đường kính là 14 cm nè, nhân cho 3,14 thì nó xấp xỉ vòng ngoài này được 44 cm rồi. Ở đây mình muốn làm là 45 cm, thì các bạn sẽ tính cho mình 1 cm còn lại tương đương với bao nhiêu mũi móc để đạt được 45 cm ha. Thì mình sẽ lấy 1 cm của thước dây và các bạn sẽ đo cho mình 1 cm đó tương ứng với bao nhiêu mũi móc mà mình móc được. Thì khi mình đo 1 cm vào các cái mũi móc của mình nè, thì 1 cm nó sẽ tương đương xấp xỉ gần bằng 2 mũi kép đơn ha. Thì vòng móc tiếp theo mình sẽ còn 2 mũi kép đơn nữa để ta đạt được vòng đầu là 45 cm. Đây, 1 cm là 2 mũi kép đơn. Thì vòng tiếp theo mình sẽ tăng 2 mũi kép đơn thay vì tăng 12 mũi như các vòng bên trên. Ở đây mình có một chút lưu ý nhỏ đối với cái họa tiết sò trên thân nón. Ở đây mình có một chút lưu ý nhỏ đối với kích thước của họa tiết sò trên thân nón. Thì họa tiết sò trên thân nón này, kích thước các bạn nên móc cho mình dừng lại ở 5 hoặc là 6 mũi kép đơn vào cùng một khoảng trống để cho cái họa tiết sò của mình nó được đều và cái phần thân nón của mình nó không có bị quá là nhăn ha. Những bạn nào tăng size thì cái vòng đầu tiên các bạn sẽ móc hơn 12 mũi, tức là có thể là 13 hoặc là 14 mũi ha. Thì lúc này khi móc các cái hàng móc phía dưới, mình sẽ tạo ra được 13 hoặc là 14 cái đường gân và nó tạo ra cái độ xoắn như thế này ha. Bao nhiêu mũi ở cái vòng tròn này thì sẽ tạo ra được bấy nhiêu cái đường gân. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục tăng size để mình tạo ra vòng đầu 45 cm. 45 cm còn thiếu 2 mũi nữa để được cái vòng đầu 45, thì các bạn sẽ tăng cho mình ở cụm đầu tiên và một cụm đối diện với nó. Thì để tăng cụm đầu tiên, các bạn cũng móc cho mình vào thân chân ngoặt ngoài này một mũi ngoặt ngoài nè, sau đó lên một xích, tương tự như các cái hàng tăng bên trên ha. Hàng này có 5 mũi kép đơn vào cùng khoảng trống thì hàng tiếp theo sẽ là 6 mũi kép đơn vào cùng khoảng trống. Các bạn sẽ móc cho mình vào khoảng trống này 6 mũi kép đơn. Như vậy là ở đây mình đã tăng lên được một mũi ở vòng móc này ha. Thì tăng mũi thứ hai, các bạn sẽ tăng cho mình một mũi ở đối diện nó để cho vòng tròn của mình nó được đều hơn. Thì cái mũi thứ hai nó sẽ khác cái mũi này ha. Mình tăng một mũi ở đây rồi thì mũi tiếp theo mình tăng điểm đối diện. Những bạn nào mà tăng nhiều hơn 2 mũi, tức là nếu mà tăng 3 mũi thì các bạn sẽ tăng cho mình 3 điểm tạo tam giác nè. 3 điểm ha. Tăng 4 mũi thì tăng tứ giác, hoặc là tăng 5 mũi thì tăng ngũ giác. Các bạn cứ tăng làm sao cho cái vòng tròn này nó đều là được, để giúp cho cái vòng nón của mình nó không có bị méo ha. Ở đây mình tăng 2 mũi nên mình sẽ tăng cái điểm đối diện. Thì cái mũi không tăng các bạn cứ móc cho mình bình thường, lên một xích nè. Phía trên 5 mũi vào cùng một khoảng trống thì hàng này mình cũng móc 5 mũi vào cùng khoảng trống ha. Tức là ở đây mình đã không tăng rồi. Đây, ta sẽ có một cụm bằng với cái cụm móc của hàng bên trên. Thì các cụm còn lại các bạn sẽ làm tương tự như cụm mà mình vừa móc, tức là cụm không tăng ha. Còn một điểm mình tăng nó sẽ nằm đối diện với điểm này, thì các bạn sẽ móc cho mình đến cái cụm này và mình sẽ tăng một mũi ở đây. Còn các cụm còn lại thì mình sẽ móc tương tự như cái mà mình vừa móc nha. Ta sẽ đạt được vòng tròn nón là 45 cm. Sau khi các bạn đã móc cho mình được đến cuối vòng thì cũng đâm kim vào chân của mũi ngoặt ngoài đầu tiên, móc một mũi dời, móc lên 2 mũi xích. Thì như vậy khi tăng 2 mũi, vòng tròn nón của mình nó đã đạt được 45 cm cho cái vòng tròn này rồi. Thì các vòng móc tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nữa và mình sẽ móc đều.
Thì để có thể xác định được đâu là cái cụm mà mình tăng, các bạn sẽ sử dụng cho mình kim đánh dấu và mình đánh dấu vào cái cụm còn lại mà mình tăng nè, để khi mình móc các cái vòng còn lại, ta sẽ nhớ được đâu là cái cụm mà mình móc tăng mũi nha. Đây thì mình sẽ đánh dấu vào đây nè. 6 mũi, còn cái này là 5 mũi nha. Đây là cái điểm mà mình tăng ha. Thì các vòng móc kế tiếp không tăng mũi, các bạn sẽ móc cho mình ở cái điểm này là 6 mũi nè. Và cũng tương tự ở cụm đầu tiên mình cũng móc tăng mũi rồi ha. Thì móc cho mình vào cụm đầu tiên 6 mũi. Cụm đầu tiên này móc vào thân ngoặc ngoài một mũi ngoặc ngoài. Lên một xích. Cụm đầu tiên tăng tức là có 6 mũi kép đơn vào khoảng trống, thì ta sẽ móc ở cái hàng móc này không tăng nữa. Tức là mình đã có được đủ kích thước rồi ha. Thì các bạn sẽ móc đều. Ở phía trên này là 6 mũi thì các bạn sẽ móc cho mình hàng này 6 mũi ha. Được 6 mũi kép đơn vào cái cụm đầu tiên này thì nó sẽ có kích thước bằng với cái hàng móc bên trên, là cái hàng móc mà mình tăng đều rồi ha. Thì các cụm còn lại, thân ngoặc ngoài một mũi ngoặc ngoài nè, lên một xích nè, hàng bên trên cụm này 5 mũi, thì cụm tiếp theo của hàng bên dưới này ta sẽ móc 5 mũi ha. Như vậy là cụm này nó cũng bằng với số mũi móc của cụm bên trên. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình các cái chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Và khi móc đến cái điểm mà mình đánh dấu là cái cụm tăng nè, thì cái cụm tăng này mình cũng móc 6 mũi kép đơn vào cái khoảng trống ha. Tức là hàng móc mà mình đang móc nó sẽ có kích thước bằng với cái hàng móc mà mình tăng cuối cùng này. Từ đây móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa, cho đến khi mình gập đôi phần thân nón lại. Thì cái chiều cao từ phần đỉnh nón cho đến cái hàng mà mình móc cuối cùng á, nó sẽ bằng từ đỉnh đầu cho đến che tay ha. Và tùy vào cái độ dài của thân nón mà các bạn mong muốn, các bạn có thể móc trên tay hoặc là che tay đều được. Bởi vì cái mẫu nón này nó có cái độ giãn nhiều á, nên là khi mà mình móc ôm phần tay nó sẽ giúp ấm ở cái phần tay hơn ha. Cứ tăng mũi làm sao cho chiều cao từ phần đỉnh cho đến hàng mình thêm cuối cùng che được phần tay là được. Và cứ dựa vào hàng bên trên để móc hàng này ha. Một mũi ngoặc ngoài nè, lên một xích nè, hàng bên trên 5 mũi thì hàng phía dưới sẽ là 5 mũi. Sau đó móc tương tự thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Sau khi các bạn đã tăng cho mình thêm được nhiều hàng móc, lúc này chiều cao từ phần đỉnh nón đến hàng mà mình thêm cuối cùng nó đã che được phần tay rồi. Kích thước che tay này mình có để ở phần mô tả ha, các bạn có thể nhấp vào phần mô tả để tham khảo kích thước. Sau đó kết thúc mình sẽ đâm kim vào chân của mũi ngoặc ngoài và cũng móc vào một mũi dời, móc lên một mũi móc xích, kéo và cắt len, chấu sợi len thừa này vào trong các cái mũi móc, thì mình sẽ hoàn tất được một cái thân nón như thế này. Đầu kim to hơn gấp đôi so với sợi len sẽ giúp cho phần thân nón của mình nó được mềm mại hơn. Và phần thân nón của mình sẽ có được những cái đường gân xoắn như thế này ha. Ở đây mình có móc một cái mẫu hoa hướng dương và lá để trang trí lên trên thân nón. Hoặc là các bạn cũng có thể trang trí nhiều họa tiết lên thân nón, cho thân nón của mình nó được xinh xắn hơn ha. Mẫu này thì các bạn có thể tăng giảm size để phù hợp cho người lớn hoặc trẻ nhỏ đều được, và mình đội trùm qua tay sẽ đẹp hơn ha. Chúc các bạn thành công!